Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trái cây giàu vitamin, chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là 10 loại trái cây được bình chọn là giàu vitamin, kali, chất chống oxy hóa, chất chống viêm và tăng cường miễn dịch, rất tốt cho cơ thể, không gây tăng cân. Tuy nhiên, cũng có những loại quả được coi là độc dược và có thể gây nên những độc tố cho cơ thể chúng ta. Vậy, đâu là những loại quả càng ăn càng tổn thọ sớm mà chúng ta cần phải chú ý? Hãy đón xem chi tiết qua video ngay sau đây trong chuyên mục của Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay. 1. Sầu riêng. Không chỉ là loại quả bổ dưỡng, sầu riêng còn được xem là phương thuốc chữa ho và bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều sầu riêng vì sẽ gây nóng trong người, dễ sinh mụn nhọt. Với hàm lượng đường cao, người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, đường huyết cao, tim mạch không tốt, loét đường ruột nên hạn chế ăn sầu riêng vào buổi tối vì dễ gặp biến chứng. Bởi vậy nên ăn giảm cơm sau đó mới ăn sầu riêng để tránh tình trạng hấp thu năng lượng quá mức. 2. Bơ. Trong sách UNESCO có ghi, bơ là trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Cứ 100g thịt trái bơ chín thì lại có 60g nước, 2,08g protein, 20,1g lipid, 7,4g glucid, tro 1,26g và các khoáng chất, canxi 12mg, photpho 26mg, sắt 0,6mg, vitamin A 205mg, B1 0,05mg, C 20mg, các axit amin như cristin, tritopen. Bên cạnh đó, quả bơ còn có nhiều chất kháng khuẩn. Quả bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản và gan, làm khỏe dạ dày, thanh lọc ruột. Đây là loại quả rất thích hợp để bồi bổ cho trẻ em và người già. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả. Bên cạnh đó, bơ có hàm lượng mỡ thực vật rất cao, do đó không nên ăn nhiều vào buổi tối. 3. Quả xoài. Một miếng xoài trung bình có chứa 100 calo, 1g protein, 0,5g chất béo, 25g carbon hydrate, 23g đường và 3g chất xơ. Khẩu phần này đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 35% vitamin A, 20% folate, 10% vitamin B6, 8% vitamin K và kali của cơ thể. Nó còn chứa canxi, sắt, đồng và một số hóa chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa zeaxanthin trong xoài giúp lọc những tia sáng xanh gây hại cho mắt, nhất là nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở tuổi già. Bên cạnh đó, một số chất dinh dưỡng như beta-carotene có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh suyễn, ung thư tuyến tiền liệt và kết trực tràng. Do có chỉ số đường cao, không nên ăn nhiều xoài về đêm, đặc biệt là với người mắc chứng tiểu đường. 4. Măng cụt. Được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng với các vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt. Măng cụt còn chứa hỗn hợp kháng thể xanthonin, thiên nhiên, có khả năng diệt khuẩn. Do vậy, nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày, nhưng tránh xa loại quả ngon này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xanthonin trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc, bởi vậy chỉ nên ăn loại quả này vào ban ngày. 5. Quả na. Cũng là nguồn dinh dưỡng phong phú trong quả na, nhất là vitamin C. Một quả na có thể cung cấp 1/5 nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần. Vì vậy, nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả cho cơ thể. Ngoài ra, na còn có chứa rất nhiều chất xơ, carbon hydrate, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Quả na rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân bởi nó không chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Na rất ngọt, lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối. 6. Thanh long. Thanh long là loại quả đặc sản quen thuộc của người Việt và nổi tiếng là giàu dinh dưỡng. Hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào của loại quả này mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Trong quả thanh long có nhiều các vi nguyên tố như vitamin C, vitamin B1, B2, B3, canxi, phốt pho và sắt. Thanh long được xem là loại trái cây giảm béo hiệu quả và có tác dụng phòng chống táo bón. Thanh long là loại trái cây chứa nhiều đường, không nên ăn nhiều vào buổi tối. Những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường đặc biệt nên tránh xa loại quả này sau bữa ăn tối. 5 loại trái cây càng ăn nhiều càng dễ nổi mụn.
1. Quả nhãn. Đây là loại trái cây ưa thích của nhiều người vì nó dễ dùng, ngon, ngọt, thơm. Tuy nhiên, loại quả này là nguồn cơn gây ra mụn nhọt, mẩn ngứa. Đặc biệt với những người phụ nữ mang thai thì nên hạn chế ăn nhãn vì khi ăn vào cơ thể sẽ bị nóng, gây xáo trộn sự phát triển bình thường của thai nhi, dẫn tới chảy máu hay đau bụng. 2. Quả mận. Mận chứa nhiều caroten, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, rất tốt cho mắt. Hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali, có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, lạm dụng loại quả này ăn quá nhiều cũng làm nóng trong người vì quả mận có tính nóng. Phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong, có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. 3. Quả vải. Là loại quả có hàm lượng đường quá cao, không tốt cho những thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như chứng thừa cân. Bên cạnh đó, vải có tính nóng nên chị em bầu cần hạn chế, không nên ăn bổ sung quá nhiều vào cơ thể. 4. Quả đào. Quả đào có vị ngọt, tính nóng nên nếu ăn nhiều, bà bầu dễ bị xuất huyết. Lông ở vỏ quả đào rất dễ gây ngứa, rát cổ họng, không tốt với người hay bị ho, mẫn cảm hay bị dị ứng. Vì thế, không nên ăn quá nhiều đào và khi ăn nên gọt vỏ để tránh ăn phải lông đào. 5. Quả na. Na có mùi rất thơm, vị ngọt lịm, được nhiều người ưa thích vì dễ ăn. Tuy nhiên, quả na được coi là một trong số các loại quả gây ra nóng nhất cho cơ thể và chỉ cần ăn vài quả là có thể làm nổi mụn cho một số người vốn sẵn tính nóng trong người. Thậm chí nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn ở trên mặt. 6. Quả ổi. Loại trái cây này cực nhiều vitamin C, dễ ăn, rất gần gũi với người dân Việt Nam. Loại quả này là một trong những món khoái khẩu của nhiều người, thậm chí lúc nghén, không ít phụ nữ nghiền ổi. Ổi cũng có thể ăn được bất kể lúc xanh, ương hay chín. Mặc dù vậy, quả ổi cũng là khắc tinh đối với sức khỏe nhiều người, đặc biệt là với những người hay bị táo bón thì nên tránh. 7. Vú sữa. Loại quả này thông dụng ở miền Nam hơn ở miền Bắc, nhưng vì thơm ngọt, dễ sử dụng nên người dân dù là ở miền nào đều cũng rất thích dùng. Thế nhưng loại quả này khi thời tiết nóng nực, oi bức, không nên ăn nhiều vì vú sữa tính nóng. Khi ăn vú sữa nhớ tránh xa phần vỏ vì nếu ăn phạm sẽ bị táo bón do có chứa nhiều nhựa chát. 8. Quả xoài. Theo đông y cổ truyền Việt Nam, xoài không phải có tính nóng như mọi người vẫn nói mà nó có tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài chín mọng, ngọt ngào, nếu ăn nhiều sẽ sinh nhiệt, trẻ em ăn nhiều cũng bị nổi mụn, rôm sảy. Những người làm việc trí óc nên dùng xoài chín vì có công dụng bổ trí não. Quả xoài xanh như xoài tượng ăn với nước mắm đường chứa nhiều sinh tố C. Vì vậy, mùa nắng nóng ăn xoài xanh sẽ phòng trừ sa cảm cúm. 9. Quả táo. Nước táo có thể chống tiêu chảy và chống táo bón nếu uống khi đói. Nếu uống sau bữa ăn, nước táo ép rất tốt cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên, táo chứa nhiều đường và kali nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tim và thận. Những người mắc các bệnh như tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, các bệnh liên quan đến thận, bệnh tiểu đường thì không nên thường xuyên ăn táo. 10. Quả lê. Loại trái cây này Việt Nam hầu như không có mà toàn nhập khẩu từ nước ngoài về, đặc biệt là của Trung Quốc. Trái lê có tác dụng chữa chứng ho, nhiệt, viêm họng. Những người thường xuyên lạnh bụng, những người bị tiểu đường thì không nên ăn. 11. Trái hồng. Trái hồng có chứa nhiều vitamin A, vitamin C, có tác dụng giảm huyết áp, nhuận phổi. Nhưng vì hồng có rất nhiều nhựa nên không tốt cho dạ dày. Khi kết hợp với axit dạ dày gây tức thượng vị và khó tiêu, những người bị chứng táo bón, bụng đói không nên ăn hồng. Đặc biệt sau khi ăn cua, tuyệt đối không nên ăn hồng bởi hai thứ này kết hợp sẽ tạo sỏi trong dạ dày. 12. Quả lựu. Là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều đường, chất khoáng và vitamin, lựu có tác dụng hiệu quả trong việc chữa trị chứng viêm họng, tiêu chảy, xạ trực tràng. Các chuyên gia nói rằng lựu sẽ không tốt cho răng, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Đặc biệt những người thể chất yếu thì cũng không nên ăn lựu. 13. Quả hạt dẻ. Hạt dẻ chứa nhiều chất bột, protein và nhiều loại vitamin có lợi cho gan và thận, điều chỉnh chức năng của dạ dày. Các chuyên gia khuyên những người mắc bệnh về thận nên thường xuyên ăn hạt dẻ.
Tuy nhiên, hạt dẻ rất khó tiêu hóa nên không nên ăn quá nhiều trong một lần. 14. Quả mít. Mùa hè đã nóng lại còn có trái mít, một loại trái cây gây ra nóng, mụn nhọt, tức thì cho sức khỏe nếu sử dụng. Tuy nhiên, trái mít thơm lừng, múi vàng mọng ngọt sẽ khiến nhiều người không cưỡng lại được. Vì thế, dù có muốn ăn thế nào cũng nên dùng mít hợp lý, không nên ăn nhiều cùng một lúc và ăn liên tục. Nên hạn chế ăn nhất là vào lúc tiết trời oi bức. 15. Sầu riêng chôm chôm. Hai loại trái cây này cũng được liệt vào danh sách trái cây có tính nóng và thông thường chúng thịnh hành ở phía Nam. Những loại trái cây này sẽ tiếp lửa cho cơ thể bạn và khi dùng nó chắc chắn không tránh khỏi mụn nhọt. Tuy nhiên, ăn vài quả và ăn không thường xuyên chắc chắn cũng không đến mức nguy hại cho sức khỏe. Lưu ý khi sử dụng trái cây nóng. Bác sĩ Lương Ngô Hải Triều, khoa hồi sức Bệnh viện Trưng Vương, TP.HCM tư vấn. Tùy vào cơ địa của mỗi người, việc hấp thu một lượng đường đáng kể ở các loại trái ngọt này cần có hạn mức. Chẳng hạn khi bạn dùng nạp một lần từ 8 đến 10 trái vải hay nhãn, 1-2 trái xoài, múi sầu riêng thì điều này còn giúp thắm da mát thịt vì các chất vitamin phong phú và lượng đường tự nhiên trong trái cây có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn dùng nạp một lượng quá mức, ví dụ một người ăn cả một cân vải hay nhãn, xoài hay sầu riêng, thì lượng đường trong các loại trái cây này sẽ làm tăng nhiệt cơ thể và gây nóng là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, những người có cơ địa nóng, da mẫn cảm, người bị tăng đường huyết, khi ăn nhiều trái cây, nạp thêm nhiều đường sẽ sản xuất thêm axit, giảm kháng thể, gây ra hiện tượng mụn đỏ hay dị ứng da. Nên ăn trái cây tùy theo thể trạng và sức khỏe của mình. Trước hết, bạn xác định cơ thể mình nhiệt hay hàn, nóng hay lạnh để ăn trái cây như biện pháp điều hòa thân nhiệt. Người có thân nhiệt nóng thường có biểu hiện đổ mồ hôi trộm, nóng bứt rứt, đại tiện khó, nước tiểu vàng. Người thân nhiệt lạnh có biểu hiện đại tiện lỏng, thường xuyên, đi tiểu đêm nhiều lần, xương lưng và khớp gối thường lạnh. Đối với trái cây, trái loại mát thường có vị chát, chua, ít ngọt, trái loại nóng rất nhiều béo và nhiều vị ngọt. Đối với người cơ địa hàn thì nên ăn trái cây tính nhiệt hoặc bình. Người cơ địa nhiệt thì bổ sung trái cây tính hàn để hạ nhiệt cơ thể. Nếu bạn dung nạp thuận chiều với cơ địa hay ăn quá nhiều một loại trái cây mát hay nóng cũng đều là bất lợi. Một khẩu phần ăn hợp lý là đủ lượng đường, đạm, chất béo, chất khoáng, chất xơ. Nếu bạn nạp quá nhiều đường hay quá nhiều chất béo, nhiều năng lượng sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa, thức ăn khó tiêu, bạn bị mất ngủ, sẽ dễ nóng nảy, cáu gắt, phát sinh mụn nhọt. Ngược lại, bạn ăn trái cây nhiều chất xơ, sinh tố, khoáng chất nhưng không nạp đủ lượng calo cần thiết dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, trầm cảm, lo âu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ cho các bạn ở trên. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cân nhắc được cho mình một lối sống luôn vui tươi, lạc quan và đặc biệt là phải bảo vệ thật tốt cho sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn về giá trị dinh dưỡng của những loại trái cây tốt cho sức khỏe. Hãy đón xem chi tiết qua video ngay sau đây. Đào và xuân đào giàu kali. Mọi người đều biết rằng chuối tự hào có lượng kali cao, nhưng hai quả đào hoặc xuân đào nhỏ có khoảng 250mg khoáng chất thiết yếu này, nhiều hơn một quả chuối cỡ vừa, 422mg. Kali là khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và cơ bắp. Đặc biệt, vỏ quả đào rất giàu chất chống oxy hóa. Theo nghiên cứu trên tờ International Journal of Medical Science, đối với những người quan tâm đến cân nặng, đào là một cách lành mạnh để thêm vị ngọt vào bất kỳ chế độ ăn kiêng nào. Dứa chống viêm mạnh. Theo nghiên cứu trên tạp chí Biomedical Report, thì loại trái cây nhiệt đới có mùi thơm và vị ngọt hơi chua này chứa bromelain, một loại enzyme chống viêm đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Mọi người có thể ăn dứa tươi, dứa đông lạnh, dứa khô hoặc thử vị dứa nướng. Nho cho tim khỏe. Nho cũng là nguồn kali tuyệt vời, giúp ngăn ngừa chuột rút và rất tốt cho tim mạch. Những quả nho nhỏ màu tím là một trong những loại trái cây lâu đời nhất và tốt nhất cho sức khỏe. Nho có tác dụng tốt đối với mỡ máu, giảm viêm và giảm huyết áp. Nho cũng là nguồn kali tuyệt vời giúp ngăn ngừa chuột rút. Kiwi, nhà máy vitamin. Bên dưới làn da sần sùi của kiwi là một loại trái cây ngọt ngào chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp chống ung thư và tăng cường sức khỏe của mắt.
Kiwi cũng ít calo và chứa chất xơ, khiến chúng trở nên lý tưởng để giảm cân. Bởi vì có thể bảo quản trong tủ lạnh trong tới 4 tuần, nên kiwi là một thứ đồ ăn vặt tuyệt vời để ăn quanh năm. Xoài tăng cường miễn dịch. Xoài ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao do hàm lượng beta-carotene đặc biệt, là chất mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin A để thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe mạnh và giữ cho đôi mắt tinh tường. Hơn nữa, xoài còn chứa 60mg vitamin C mỗi cốc, nghĩa là hơn 50% khẩu phần vitamin C khuyến nghị hàng ngày của bạn. Táo tốt cho não và tim. Một quả táo cỡ trung bình có lượng calo thấp chỉ khoảng 80 kcal, nhưng lại nhiều quercetin, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống thoái hóa tế bào não, có thể dẫn đến bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trên tạp chí Hypertension cho thấy ăn táo và các loại trái cây khác có liên quan đến huyết áp thấp. Chất xơ trong táo cũng có liên quan với cải thiện nồng độ cholesterol. Đừng quên ăn vỏ táo vì vỏ táo rất phong phú các hợp chất chống bệnh như flavonoid, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Lựu, liều lớn nhất chống oxy hóa. Nước ép lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa, nó cũng là một nguồn kali rất tốt, duy trì năng lượng và kiểm soát huyết áp cao. Nghiên cứu gần đây cho thấy uống nước ép lựu hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi bạn uống nước ép lựu thường xuyên. Đôi khi nó có thể tương tác tiêu cực với thuốc kê đơn. Bưởi chùm, công xưởng vitamin C. Mặc dù cam là một nguồn vitamin C tuyệt vời, song bưởi chùm còn chứa nhiều hơn. Chỉ một nửa quả bưởi chùm đã chứa gần 50% khẩu phần vitamin C khuyến nghị hàng ngày, cùng với đó là hàm lượng chất xơ, kali và vitamin A. Vitamin B trong bưởi chùm có liên quan đến sản sinh collagen, nên trái cây cũng có thể phục hồi da và tóc bị tổn thương hoặc bị nhờn. Chuối, bữa ăn nhẹ lành mạnh khi di chuyển. Một quả chuối là món ăn nhẹ hoàn hảo trên đường đi. Nó đã được bọc kín và chứa đầy kali và chất xơ để thúc đẩy năng lượng lâu dài và giúp bạn tỉnh táo suốt cả ngày. Chuối không chứa chất béo hoặc muối, khiến nó trở thành một lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh hơn một thanh granola hoặc túi bánh quy. Muốn bảo quản chuối lâu hơn? Đây là một mẹo nhỏ. Hãy cất chuối trong tủ lạnh sau khi chín. Mặc dù vỏ có thể chuyển sang màu nâu, nhưng trái cây bên dưới sẽ giữ được độ ngon trong 3 đến 4 năm ngày nữa. Quả việt quất, kho chứa chất chống lão hóa. Từ lâu đã được coi là một trong những siêu thực phẩm được yêu thích. Loại trái cây nhỏ nhưng ngọt này có chứa chất chống oxy hóa và vitamin C giúp chống lại bệnh tật, cũng như anthocyanin, một sắc tố tăng cường trí não, theo nghiên cứu năm 2017. Nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây này ít bị thoái hóa hoàng điểm tuổi già, nguyên nhân hàng đầu gây mù ở người cao tuổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là thời lượng của chương trình đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng là sau video ngày hôm nay, các bạn sẽ đút túi thêm cho mình nhiều kinh nghiệm, những bí kíp, những mẹo hay để luôn sống khỏe và hạnh phúc. Chỉ cần bạn không mắc phải những sai lầm mà sống khỏe mỗi ngày đã cung cấp cho bạn ở trên, thì bạn cứ an tâm với một sức khỏe tốt. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên là bấm like và đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những tin tức, những chia sẻ hay từ chuyên mục Sống Khỏe Mỗi Ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.